Thì để test cái quạt thì đầu tiên chúng ta có ba cái nút ở đây. Đấy các bạn nhìn thấy ba cái nút, một đây. Thì đó chính là cái switch 1 2 và 3. Thì ở ba cái switch này thì đầu tiên để mà làm cho cái quạt nó chạy thì quạt ra nóng các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chuyển cái switch 1 thành 2. Đấy, switch 2 thì để nguyên là 1 và switch 3 chúng ta chuyển sang 4. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì cái điều hòa Toshiba ấy, thì chúng ta cũng gặp rất nhiều, và bây giờ thì sử dụng tương đối là nhiều cái dòng VRV. Thì đây là một cái dòng VRV này. Đây là một cái con VRV. Thì cái model của nó đây. Các cái model khác kiểu MMI, thưa cái đuôi đằng sau thì nó cũng giống như thế này thôi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra cái quạt dần nóng. Thì chúng ta kiểm tra cái quạt dần nóng nó như thế nào. Thì cái dòng quạt dần nóng này nó chạy bằng cái biến tần. Đây chính là cái biến tần của nó. Hoặc là có thể là bây giờ nó thay cái dòng biến tần mới hơn, nhưng mà về cơ bản thì chức năng nó cũng như thế. Vậy thì để kiểm tra một cái quạt nó chạy hay không thì cách chính ấy là cái quạt thì nó lại chạy bởi các cái tín hiệu như là nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ, cái con cảm biến nhiệt độ dàn đây. Thì lỗi cảm biến, ví dụ như cảm biến nó báo sai ấy, thì nó chạy cũng bị sai, hoặc có thể nó không chạy, hoặc là nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến quạt không chạy. Tuy nhiên thì để mà chúng ta test được cái biến tần cộng với là cái quạt nó chạy có bình thường không thì các bạn làm như sau nhé. Thì để test cái quạt thì đầu tiên chúng ta có ba cái nút ở đây. Đấy các bạn nhìn thấy ba cái nút, một đây. Thì đó chính là cái switch 1 2 và 3. Thì ở ba cái switch này thì đầu tiên để mà làm cho cái quạt nó chạy thì quạt ra nóng các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chuyển cái switch 1 thành 2. Đấy, switch 2 thì để nguyên là 1 và switch 3 chúng ta chuyển sang 4. Đấy, switch 3 này, các bạn chuyển sang 4. Đấy, 4 đây nhá. 1 2 1 4. Thì nó lên cái chữ FD. Tức là fan. Đấy. Thì khi mà nó lên cái chữ FD này rồi ở trên cái LED của nó đây. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành cho nó chạy thử. Đấy, đầu tiên là các bạn nhấn vào cái nút cái switch số 4 này. Đây nha các bạn nhá, nó có ba cái switch này. Switch nhấn nhá. 1. Đó là cái switch 4 này, 5 và 15. Thì dưới này là switch say 1 2 3, chúng ta để là 2 1 và 4. Và chúng ta nhấn vào cái switch số 4 này khoảng 2 giây các bạn nhé. Đây. Cái switch số 4 nó nằm ngay bên trên đây. Nhấn vào đấy 2 giây. Đấy, các bạn đã xem là cái quạt nó có 31 bước. Đúng không ạ? Nó có 31 bước để nó chạy cái quạt này. Đó. Thì sau khoảng vài giây thì các bạn sẽ thấy cái quạt nó chạy. Đấy, cái quạt nó chạy rồi đây. Đấy, nó đang chạy ở cái bước 31 nhá. Các bạn nghe thấy nó sẽ kêu rất là mạnh. Thì đấy là cái bước mắt. Và ta sẽ giảm cái quạt này xuống bằng cái switch số 2. Đây, các bạn quay. Cái quạt này có 31 bước. Thì chúng ta sẽ quay tiến lên. Thì nó sẽ giảm đi một số. Thì cái quạt nó sẽ chạy êm hơn một tí. Và chúng ta cứ quay như vậy. Thì mỗi một cái lần mà bạn switch này này, thì quạt nó sẽ giảm xuống một lấc. Các bạn thấy không? Nó êm dần, êm dần. Đấy, và chúng ta cứ như vậy chúng ta quay. Đấy, thì đến cái bước này. Đấy. Về số 16, thì tức là bước số 16 đúng không? Thì sau cái bước số 16 rồi thì chúng ta muốn giảm tiếp để xem cái tốc độ nó chạy nhỏ nhất như thế nào, thì chúng ta lại chuyển cái switch thứ 3 này nhá. Sang số 5. Đó. Và chúng ta lại tiếp tục quay số 1 thì nó sẽ là 15. Đấy các bạn nhìn số FD 15.
và các bạn tiếp tục quay cho đến khi nó giảm xuống đến cái mức nhỏ nhất, khí quạt nó chạy êm nhất. Đấy, tức là cái số 2 này này nó xuống đến 15 thì là 1 thì nó quay. Đấy, thì qua ba cái switch cộng với cả những cái switch nhấn như này, switch 4 thì chúng ta đã làm cho nó chạy được. Và các bạn sẽ chuyển này, ví dụ muốn test số cao nhất. Đấy các bạn thấy nhá. Thì sẽ quay lên số 1 cái nó chạy 31. Và nó sẽ chạy tốc độ rất cao. Đấy các bạn. Đấy, nó đang tăng tốc đấy. Nó chạy max. Đó, và để kết thúc cái quá trình mà test. Đó, sau khi chúng ta test mà nó hoàn thành rồi, nghĩa là cái quạt nó đang hoạt động bình thường, thì các bạn sẽ nhấn vào switch 5 này nhá. Đấy. Đấy. Các bạn nhấn vào cái switch số 5 này. Đấy, thì nó sẽ tắt đi. Đó, và các bạn trả cái switch này về cái trạng thái ban đầu, đó là số 1. Ba cái số 1. Đó, thì nó sẽ hiển thị lên cái UL và ba cái gạch. Thì có nghĩa là trở lại cái trạng thái ban đầu. Cái trạng thái mà như là chúng ta chưa test. Đó, thì đấy là các cái bước mà chúng ta test về phần nó chạy bình thường nhá. Còn khi mà chúng ta test như vậy mà nó không chạy, thì nó có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến không chạy. Đó, thứ nhất là nó có thể là lỗi bản thân ở trong cái quạt, tức là lỗi tại cái quạt nó bị hỏng, bị lỗi. Hai là cái bo bế tần này nó bị hỏng. Và ba là nó còn có một cái bo cấp nguồn quạt. Đấy, cái bo cấp nguồn cho cái quạt các bạn. Đó, đó chính là cái bo này. Là cấp nguồn thì khi mà cấp nguồn nó lỗi nó cũng không chạy, thì cấp nguồn chúng ta có thể đo cái điện DC vào đó. Và đối với cái động cơ mà nó không chạy thì các bạn nhổ ba cái chân mà ra cái phía động cơ này, ba cái chân mà ra phía quạt này, nó đỏ trắng mà đen này, thì các bạn đo từng pha một, nó giống đo cái động cơ ba pha ấy. Thì cái điện trở nó rơi khoảng độ từ 13 cho đến 33 V. Đó, thì là động cơ bình thường. Còn nó mất một pha hoặc nó quá thấp, tức là xuống đến mức 0 ấy, thì có thể nó chập cái động cơ đó, hoặc là cái biến tần này hỏng các bạn. Thì khi mà các bạn thử như vậy thì các bạn cô lập được là nguyên nhân có thể do quạt, hay là do biến tần, hay là do nguồn, bằng các cái phép đo như vậy. Và trên main thì chúng ta sẽ test được bằng cách là test thử cho nó chạy. Đó, thì khi test nó chạy bình thường là ok, có nghĩa là chúng ta sẽ loại trừ được cái phần quạt, lỗi ở quạt, và có thể kiểm tra các cái sensor dẫn đến là làm cho cái quạt chạy mà có thể bị lỗi. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video khác. Thank you.